Sách Thi Thiên chương 21. Ca ngợi sự giải cứu của Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, vua vui mừng nhờ năng lực Ngài. Vì sự giải cứu của Ngài, người hoan hỷ biết bao. Chúa đã ban cho người điều lòng người ao ước, cũng không từ chối điều môi người cầu xin. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người, đội trên đầu người mão triều bằng vàng ròng. Người cầu xin Chúa ban sự sống và Chúa đã ban cho người, đến nỗi ban cho người ngày tháng dài lâu vô cùng. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn. Chúa mặc cho người sự tôn trọng và oai nghi. Chúa ban cho người phước lành mãi mãi. Sự hiện diện của Chúa khiến người hớn hở, mừng vui. Vì vua tin cậy Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động. Tay vua sẽ bắt được tất cả kẻ thù của Ngài, tay phải vua sẽ tóm lấy những kẻ ghét Ngài. Khi Chúa hiện diện, Ngài làm cho chúng như lò lửa hừng. Trong cơn thịnh nộ, Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng và lửa sẽ thiêu đốt chúng đi. Chúa sẽ hủy diệt con cháu chúng khỏi mặt đất và dòng dõi chúng khỏi con cái loài người. Dù chúng toan tính chống lại Chúa và dùng mưu kế hiểm độc, chúng cũng không thể thành công. Chúa sẽ khiến chúng quay lưng bỏ chạy, Ngài dương cung nhắm vào mặt chúng. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh Ngài. Chúng con sẽ hát sướng và ca ngợi quyền năng của Ngài. Sách Ma-thi-ơ chương 21. Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem. Khi Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, lúc vào làng Bết-pha-dê bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng: hãy đi vào làng đối diện, các con sẽ gặp ngay một con lừa cái bị buộc, bên cạnh có một con lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho ta. Nếu có ai nói gì, các con hãy trả lời rằng: Chúa cần đến chúng, người ấy sẽ cho dắt lừa đi ngay. Việc này xảy ra để ứng nghiệm lời của nhà tiên tri nói rằng: hãy nói với con gái Si-ôn rằng: kìa, vua ngươi đến với ngươi, nhu mì cởi lừa và ngồi trên lừa con, là con của lừa cái. Hai môn đồ đi và làm đúng như lời Đức Chúa Giê-xu đã dặn. Họ dắt lừa cái và lừa con về, trải áo mình trên lưng chúng, rồi Ngài cởi lên. Rất nhiều người trong dân chúng trải áo mình trên đường, một số khác chặt cành cây và rải trên đường. Đoàn người, kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang: Hosanna, con của David, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna trên nơi chí cao. Khi Ngài vào Jerusalem, cả thành đều xôn xao nói rằng: người này là ai? Đoàn người trả lời: ấy là Đấng tiên tri Giê-xu ở Nazareth, thuộc miền Galilee. Đức Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ. Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ của Đức Chúa Trời, đuổi hết những kẻ bán, người mua trong đền thờ, lật bàn của những kẻ đổi tiền và ghế của những người bán bồ câu. Ngài phán với họ: có lời chép, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi biến nơi ấy thành hang trộm cướp. Những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ đều được Ngài chữa lành. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy những việc lạ lùng Ngài làm và nghe trẻ em reo lên trong đền thờ: Hosanna, con của David, thì họ rất tức giận và nói với Ngài rằng: thầy có nghe những đứa trẻ này nói gì không? Đức Chúa Giê-xu đáp: có. Vậy các ngươi chưa hề đọc lời này: Chúa đã được ca ngợi bởi miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú hay sao? Rồi Ngài rời họ, ra khỏi thành, đến làng Bethany và nghỉ đêm tại đó. Cây vả bị rủa xả. Sáng hôm sau, khi trở lại thành thì Ngài đói. Thấy một cây vả bên đường, Ngài đến gần nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lá. Ngài nói với cây vả: mày sẽ chẳng bao giờ ra trái nữa. Cây vả liền khô đi. Thấy vậy, các môn đồ rất kinh ngạc nói rằng: làm thế nào mà cây vả lại khô ngay như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp: thật ta bảo các con, nếu các con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ, thì không những các con làm được điều ta đã làm cho cây vả, mà ngay cả việc bảo hòn núi này rằng: hãy nhấc mình lên và lao xuống biển,
thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả. Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ. Lúc Ngài đang giảng dạy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến chất vấn: bởi thẩm quyền nào mà thầy làm những việc này? Và ai đã cho thầy thẩm quyền ấy? Đức Chúa Giêsu đáp: ta cũng hỏi các ngươi một câu, nếu trả lời được thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những việc này bởi thẩm quyền nào. Báp têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ loài người? Họ bàn luận với nhau. Nếu chúng ta nói từ trời thì ông ấy sẽ nói với chúng ta: vậy tại sao các ngươi không tin Giăng? Còn nếu chúng ta nói từ loài người thì chúng ta ngại dân chúng, vì mọi người đều cho rằng Giăng là một nhà tiên tri. Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Giêsu: chúng tôi không biết. Ngài bảo họ: ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những việc này. Ẩn dụ về hai con trai. Các ngươi nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ấy đến nói với người con thứ nhất: con ơi, hôm nay con hãy đi làm trong vườn nho. Người con ấy trả lời: con không đi. Nhưng sau ăn năn rồi đi. Ông đến nói với người con thứ hai và cũng nói như vậy. Người con này thưa: vâng, con đi đây. Nhưng rồi không đi. Trong hai con trai đó, người nào làm theo ý cha? Họ đáp: người con thứ nhất. Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng: thật ta bảo các ngươi, những người thu thuế và gái mại dâm sẽ được vào vương quốc Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã đến để chỉ cho các ngươi đường lối công chính, nhưng các ngươi không tin. Còn những người thu thuế và gái mại dâm đã tin người. Ngay cả khi các ngươi thấy như vậy, các ngươi vẫn không ăn năn và tin người. Ẩn dụ về những người thuê vườn nho. Hãy nghe một ẩn dụ khác. Có một người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, bên trong đào một hầm ép rượu, xây một tháp canh và cho những kẻ trồng nho thuê, rồi đi qua xứ khác. Đến mùa hái nho, chủ sai các đầy tớ đến với kẻ trồng nho để thu hoa lợi. Nhưng chúng bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai các đầy tớ khác đông hơn trước, thì chúng vẫn đối xử với họ như vậy. Cuối cùng, người chủ sai chính con trai mình đến với chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ kính nể con ta. Nhưng khi những kẻ trồng nho thấy người con trai ấy thì nói với nhau: đây là đứa con thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, khi chủ vườn nho đến sẽ xử bọn trồng nho ấy thế nào? Họ trả lời: chủ sẽ giết bọn gian ác ấy một cách thê thảm và cho những người trồng nho khác thuê, là những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ. Đức Chúa Giêsu phán với họ: các ngươi chưa bao giờ đọc lời này trong Kinh Thánh sao? Hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Đây là việc Chúa làm và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta. Vậy nên, ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy. Kẻ nào ngã trên đá này sẽ bị dập nát, còn đá ấy rơi nhầm ai thì sẽ nghiền nát người ấy. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những ẩn dụ này thì nhận biết Ngài đang nói về mình. Họ tìm cách bắt Ngài nhưng sợ dân chúng, vì mọi người đều nhìn nhận Ngài là một đấng tiên tri. Sách Sử Ký Nhì, chương 25. Amasia làm vua Giu-đa. Khi lên ngôi vua, Amasia được 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Jo-adan, quê ở Jerusalem. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không được trọn lành. Khi vương quốc được vững chắc thì vua xử tử những thuộc hạ đã giết cha mình. Nhưng vua không xử tử các con của họ theo điều đã chép trong sách luật pháp của Môi-se, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn: cha mẹ sẽ không bị xử tử vì tội của con cái cũng sẽ không bị xử tử vì tội của cha mẹ, nhưng mỗi người sẽ bị xử tử vì tội của mình. Cuộc tàn sát người Ê-đôm.
Amasia tập hợp người Juda theo họ hàng của tổ phụ Juda và Benjamin và lập những chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân. Vua kiểm tra dân số từ 20 tuổi trở lên, được tất cả là 300.000 người tuyển chọn, có thể cầm giáo và khiêng ra trận được. Vua cũng thuê 100.000 dũng sĩ trong Israel, giá 3.000 ký bạc. Nhưng có người của Đức Chúa Trời đến nói với vua rằng: "Vua đừng kéo đạo quân Israel đó đi với vua, vì Đức Giê-hô-va không ở cùng Israel, chẳng ở cùng con cháu Ê-phra-im. Còn nếu vua cứ đi, thì dẫu vua có chiến đấu mạnh mẽ, Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến vua thất bại trước mặt quân thù, vì Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng và cũng có quyền làm cho bại." Amasia nói với người của Đức Chúa Trời: "Còn về 3.000 ký bạc mà ta đã phát cho đạo quân Israel thì phải làm sao?" Người của Đức Chúa Trời đáp: "Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy." Vậy Amasia tách riêng ra đạo quân đã từ Ê-phra-im đến cùng vua và cho chúng trở về nhà. Vì thế chúng rất tức giận Giu-đa và trở về nhà với lòng căm phẫn. Amasia mạnh dạn kéo quân của mình đến thung lũng muối và đánh giết 10.000 người Seir. Quân Giu-đa cũng bắt sống được 10.000 người, đem chúng lên trên đỉnh vách đá, rồi từ trên đỉnh đó xô chúng xuống. Tất cả đều bị chết tàn sát. Còn đạo quân mà Amasia cho trở về, không được ra trận với vua, thì xông vào các thành Giu-đa, từ Samari cho đến Bết-Horon, đánh giết 3.000 người tại đó và cướp lấy nhiều của cải. Sau khi đánh thắng quân Edom, Amasia trở về, đem theo các thần của người Seir, lập lên làm thần của mình, quỳ lạy và xông hương trước mặt chúng. Vì vậy, Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Amasia, Ngài sai một nhà tiên tri đến nói với vua: "Tại sao ngươi đi tìm kiếm các thần đã không giải cứu được dân của nó khỏi tay ngươi?" Trong khi nhà tiên tri còn đang nói thì vua ngắt lời: "Chúng ta có đặt ngươi làm cố vấn hoàng gia đâu. Thôi, hãy im đi. Ngươi muốn chết sao?" Nhà tiên tri ngưng, nhưng rồi lại nói: "Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua, vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời khuyên của tôi." Amasia bị đại bại. Sau khi hội ý với các cố vấn, Amasia vua Giu-đa sai sứ giả đến nói với Giô-ách, con của Giô-a-cha, cháu Giê-hu, vua Israel rằng: "Hãy đến, để chúng ta đối mặt nhau." Giô-ách vua Israel sai sứ đến nói với Amasia vua Giu-đa: "Cây gai ở Liban có sai sứ đến nói với cây bá hương ở Liban rằng: Hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ. Nhưng có một thú đồng ở Liban đi ngang qua giày đạp cây gai đi. Ngươi nói: Này, ta đã đánh Edom, lòng ngươi lại tự cao, tự đại. Bây giờ, hãy ở nhà đi. Tại sao làm cho mình mang họa và khiến cho ngươi và cả Giu-đa phải sụp đổ?" Amasia không chịu nghe, vì điều đó do ý Đức Chúa Trời để phó chúng vào tay kẻ thù, bởi chúng đã tìm kiếm các thần của Edom. Giô-ách vua Israel kéo quân lên dàn trận đối diện với Amasia vua Giu-đa tại Bet-Shemesh trong xứ Giu-đa. Quân Giu-đa bị Israel đánh bại, họ chạy trốn, ai về trại ấy. Tại Bet-Shemesh, vua Israel là Giô-ách bắt Amasia vua Giu-đa, con của Giô-ách, cháu Giô-a-cha, giải về Jerusalem. Vua Giô-ách đập phá vách thành Jerusalem từ cửa Ê-phra-im cho đến cửa gốc, một đoạn dài 200 mét. Vua lấy hết vàng bạc và những vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời do Obed-Edom coi giữ, cùng với các báu vật của hoàng cung. Vua Giô-ách cũng bắt các con tin rồi trở về Samari. Amasia bị giết. Sau khi vua Giô-ách, con của Giô-a-cha, vua Israel băng hà, thì Amasia, con của Giô-ách, vua Giu-đa, còn sống 15 năm nữa. Các việc khác của Amasia, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách các vua Giu-đa và Israel. Từ khi Amasia lìa bỏ Đức Giê-hô-va, có người âm mưu phản lại vua tại Jerusalem. Vua phải chạy trốn đến La-ki, nhưng người ta đuổi theo vua đến La-ki và giết vua tại đó. Rồi họ dùng ngựa chở xác vua về chôn trong thành Giu-đa chung với các tổ phụ vua. Sách Sự Ký Nhì chương 26.
triều đại vinh quang của vua Ô-xia. Toàn dân Giu-đa tôn Ô-xia lên làm vua, thay thế vua cha là A-ma-xia, lúc Ô-xia mới được 16 tuổi. Sau khi vua cha ăn giấc với các tổ phụ, Ô-xia xây cất Ê-lốp và khôi phục thành này cho Giu-đa. Khi lên ngôi vua, Ô-xia được 16 tuổi và cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Vua làm điều ngay thẳng với mắt Đức Giê-hô-va, đúng như những gì vua cha là A-ma-xia đã làm. Suốt thời gian Sa-cha-ri là người thông hiểu các khải tượng của Đức Chúa Trời, Ô-xia hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì Ngài khiến vua được may mắn bấy lâu. Vua kéo quân ra chiến đấu với quân Philippines, đánh đổ các tường thành Gác, Giáp Nê và Ách Đốt. Vua xây cất các thành trong địa phận Ách Đốt và đất người Philippines. Đức Chúa Trời giúp đỡ vua thắng dân Philippines, dân Ả Rập ở Gur Ba'an và dân Ma'on. Dân Amon phải triệu cống Ô-xia. Danh tiếng vua đồn đến tận Ai Cập vì vua đã trở nên rất cường thịnh. Ô-xia xây các tháp tại Jerusalem, trên cổng gốc, trên cổng thung lũng và trên góc tường, làm cho các tháp ấy vững chắc. Vua cũng xây các tháp trong hoang mạc, đào nhiều giếng vì vua có nhiều súc vật cả ở miền Sơ-phê-la lẫn trên miền cao. Vua cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên đồi núi và tại Cạc-mên vì vua ưa chuộng nông nghiệp. Ô-xia có một đạo quân sẵn sàng chiến đấu, được tổ chức thành đội ngũ theo số người mà thư ký Jen và quan tướng Ma-a-xê-gia đã tuyển mộ và được đặt dưới quyền Hananiah, một đại thần của vua. Các trưởng gia tộc đều là những dũng sĩ, tổng số là 2.600 người. Họ chỉ huy một đạo quân gồm 307.500 người, tất cả đều thiện chiến và dũng cảm, giúp vua đối địch với quân thù. Ô-xia trang bị cho tất cả đạo quân đủ khiên, giáo, mũ chiến, áo giáp, cung và ná bắn đá. Tại Jerusalem, vua cho các kỹ sư chế tạo máy móc đặt trên các tháp canh và trên thành lũy để bắn tên và đá lớn. Danh tiếng vua đồn ra rất xa vì vua được Chúa giúp đỡ cách lạ lùng cho đến khi trở nên cường thịnh. Ô-xia bị bệnh phong hủi. Nhưng khi đã trở nên cường thịnh thì Ô-xia sinh lòng kiêu ngạo, khiến vua suy vong. Vua phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình vì đã vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va sông Hương trên bàn thờ sông Hương. Thầy tế lễ A-sa-ri cùng với 80 thầy tế lễ đều là người mạnh dạn đi theo vua vào đền thờ. Họ ngăn cản vua Ô-xia và nói: "Tâu vua Ô-xia, chẳng phải việc của vua là sông Hương cho Đức Giê-hô-va đâu, nhưng đó là việc của những thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn, là những người đã được biệt riêng ra thánh để sông Hương. Xin vua ra khỏi đền thánh vì vua đã phạm tội, và vì việc này Đức Giê-hô-va sẽ không còn cho vua được vẻ vang nữa đâu." Nghe thế, Ô-xia nổi giận. Lúc ấy vua đang cầm bình sông Hương trong tay định sông Hương. Trong khi vua nổi giận cùng các thầy tế lễ thì phong hủi nổi lên nơi trán vua, trước mặt các thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va gần bên bàn thờ sông Hương. Thầy tế lễ thượng phẩm A-sa-ria và tất cả các thầy tế lễ khác thấy vua bị bệnh phong hủi nơi trán thì vội vàng đưa vua ra khỏi đó. Và chính vua cũng hối hả đi ra vì Đức Giê-hô-va trừng phạt vua. Ô-xia bị bệnh phong hủi cho đến ngày băng hà, và vì bị phong hủi nên phải ở trong một nhà riêng, không còn được vào đền thờ Đức Giê-hô-va nữa. Vì thế, thái tử Giô-tham phải lo việc triều chính và cai trị dân trong xứ. Ô-xia băng hà. Nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt, đã ghi chép các công việc khác của Ô-xia từ đầu đến cuối. Ô-xia ăn giấc cùng tổ phụ mình, và người ta an táng vua gần bên các tổ phụ tại khu lăng tẩm của các vua, vì nói rằng vua bị bệnh phong hủi. Thái tử Giô-tham lên ngôi kế vị.